Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Năm qua, cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng chịu tác động nặng nề của COVID-19. Vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, thành phố Đà Nẵng từng bước khống chế đại dịch và khôi phục phát triển kinh tế xã hội để thích ứng với tình hình mới. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong năm 2021. Mười sự kiện nổi bật trong năm 2021. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng lòng vượt qua khó khăn, dịch bệnh, tổ chức thành công ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 99,9% cử tri thành phố tham gia bỏ phiếu, lựa chọn người có đức, có tài, bầu đúng, bầu đủ số lượng, chất lượng, cơ quan đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quy định của pháp luật. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã công bố Nghị định số 34 của Chính phủ và Quyết định số 359 ngày 15 tháng 3 năm 2021 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Đà Nẵng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng theo nghị quyết số 119 năm 2020 của Quốc hội khóa 14. Đây là cơ hội để thành phố chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, vận hành bộ máy chính quyền các cấp phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, đi vào lịch sử phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng, khi hơn 1,169 triệu người dân thành phố bên sông Hành thực hiện quy định chưa từng có tiền lệ trong 20 ngày, ai ở đâu thì ở đó. Thành phố huy động toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mỗi phường xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Thành phố nêu cao quyết tâm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chung tay đồng thuận và từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố 9 tháng đầu năm 2021 giảm 4,16%, nguồn thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 69,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều doanh nghiệp trong nước phải tạm ngừng hoạt động, thậm chí giải thể. Thấu hiểu những khó khăn đó, ngày 24 tháng 9 năm 2021, thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp với gần 150 khách mời trực tiếp và hơn 200 đại biểu tham dự trực tuyến. Qua đó cam kết sẽ nỗ lực để không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 601 đưa lễ hội truyền thống Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, đại diện cho bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng được lưu truyền gìn giữ đến ngày nay. Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhiều công trình trọng điểm của thành phố đã được khởi công xây dựng và khánh thành đưa vào hoạt động như cầu vượt phía Tây cầu Trần Thị Lý, nhà máy nước Hòa Liên, công viên APEC mở rộng, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò kết nối khu vực trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, các khu vực dân cư mới hình thành ở khu vực phía đông nam thành phố và phố cổ Hội An. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận được giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2021, Smart City Award Việt Nam, giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các thành phố, đô thị do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên được Vinasa tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương,
ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nhiều hoạt động đa dạng, đầy màu sắc đã diễn ra sôi động, như chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2022, diễu hành mô tô và xe đạp thể thao, triển lãm ảnh và đặc biệt là tọa đàm Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng, cung cấp cái nhìn toàn diện về chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố, cùng những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu hút đầu tư, quy hoạch đô thị và kích cầu du lịch. 10. Ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2021, diễn tập phòng thủ DNA 2021 đã diễn ra với nhiều điểm mới trong tổ chức thực binh thiết quân luật giới nghiêm, thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự bàn giao ngay trên biển theo Nghị định số 30 và Nghị định 130 của Chính phủ. Qua đó củng cố cả về lý luận và thực hiện cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng tỉnh thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc và nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.